Bếp quê miền Tây rất vui khi được gặp lại cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà món bánh chuối hấp lá dứa. Với cách làm này, bánh chuối của chúng ta mềm dai, cùng với hương vị đặc trưng của lá dứa vô cùng thơm ngon. Cách làm như thế nào thì mình mời cả nhà cùng vào bếp làm với mình nha. Cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ video tiếp theo của mình nhé cả nhà. Nguyên liệu để mình làm món bánh chuối này, mình sử dụng 170g bột năng, 40g bột gạo, 700g chuối, cùng với 220ml nước lá dứa, 80g đường cát, và cuối cùng là một ít muối và một ống vani. Phần nguyên liệu này mình có để dưới phần mô tả, các bạn vào xem tham khảo giúp mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi lột vỏ chuối và cắt lát phần chuối này ra. Với cách làm này, chuối của mình cắt lát mỏng chứ không đâm nhuyễn nha các bạn. Như vậy thì mình làm món bánh chuối ra sẽ đẹp mắt hơn. Với món bánh này, các bạn sử dụng chuối xiêm trắng hay chuối xiêm đen đều được. Mình nên chọn chuối chín mùi để món bánh của chúng ta có độ ngọt tự nhiên, và chuối mềm thì mình làm bánh ra sẽ ngon hơn. Chuối mình đã cắt xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho 80g đường vào, ướp cho chuối thấm đều. Mình sử dụng đường cát nhuyễn cho nhanh tan hơn ha. Sau đó mình dùng vớt trộn lên cho đường thấm thật là đều vào trong chuối. Chuối mình đã trộn đều rồi, bây giờ mình sẽ đi làm phần bột bánh chuối. Mình cho 40g bột gạo vào cùng với bột năng. Bột năng ở đây thì mình sử dụng 170g, cùng với một nửa muỗng cà phê muối cho có thêm vị đậm đà. Rồi mình trộn cho phần bột này đều lên, mình sẽ cho nước lá dứa vào. Mình cho vào bột 220ml nước lá dứa. Nước lá dứa này mình đã hâm nóng rồi. Mình sử dụng nước ấm thì sẽ giúp bột của mình nhanh nở hơn, và khi mình hấp bánh sẽ không bị động ở dưới đáy. Mình sẽ cho vào đây một ống vani để cho món bánh của chúng ta thêm thơm ngon hơn. Ở đây thì mình sử dụng bột gạo mịn nên mình không cần lược qua gay. Nếu các bạn sử dụng bột gạo dạng cục thì mình lược ra cho bột được mịn hơn ha. Chuối của mình lúc này đã thấm đường và chảy mặt như vậy nè các bạn. Mình sẽ cho phần bột đã trộn khi nãy vào luôn ha. Tiếp tục mình sẽ trộn cho phần chuối và bột này đều lên với nhau. Rồi mình đi chuẩn bị nồi để hấp bánh nha cả nhà. Trong thời gian đợi nước sôi thì mình sẽ đi chuẩn bị khuôn để hấp bánh. Mình thoa một ít dầu vào khuôn để lúc hấp bánh xong mình lấy bánh ra sẽ dễ hơn. Mình lót thêm một miếng giấy nến nữa ha. Nếu các bạn không có giấy nến thì mình sử dụng dầu không cũng được. Bây giờ mình bắt đầu cho phần chuối này vào khuôn và chảy cho đều ra. Chuối mình đã cho vào khuôn xong rồi nè các bạn. Mình sắp vài lát chuối ở trên mặt để cho món bánh của mình ra đẹp hơn. Lúc này nước của chúng ta đã sôi rồi, mình sẽ cho bánh vào hấp. Mình hấp với lửa trung bình trong thời gian 30 phút nha các bạn. Trên nắp thì mình quấn cái khăn như vậy để hơi nước không rớt xuống bánh của mình. Chuối của mình lúc này hấp đã được 30 phút rồi nè các bạn.
Wow, màu lá dứa lên màu xanh rất đẹp. Wow, những lá chuối mình sắp khi nãy quay lên trông món bánh hấp dẫn lắm luôn nè các bạn. Bây giờ mình kiểm tra xem bánh đã chín chưa ha. Mình dùng tăm ghim vào, khi rút lên thấy bột đã khô. Như vậy là bánh của mình đã chín rồi. Mình sẽ lấy bánh ra luôn nha. Mình để đây đợi đến khi bánh nguội thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Tiếp theo như vậy thì mình hấp hết phần bánh còn lại. Còn một ít bột thì mình cho vào khuôn nhỏ hấp luôn nha các bạn. Mình hấp thêm những khuôn nhỏ hình trái tim này, lát nữa ra bánh rất đẹp luôn đó các bạn. Với khuôn nhỏ này thì mình sẽ hấp trong thời gian 10 phút. Sau 10 phút thì bánh của mình đã chín rồi nè các bạn. Mình tắt lửa rồi lấy bánh ra. Đợi đến khi bánh nguội thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn ha. Trong lúc đợi bánh nguội thì mình sẽ đi nấu phần nước cốt dừa. Mình cho vào nồi 300ml nước cốt dừa. Cùng với 2 muỗng canh đường và một ít muối cho có vị đậm đà. Để cho phần nước cốt có thêm độ sánh thì mình cho vào một muỗng canh bột bắp. Cùng với 10g bột bán mình đã ngâm nở rồi nè các bạn. Mình cho vào nồi luôn ha. Rồi mình khuấy cho đều lên. Đợi đến khi hỗn hợp này tan hết thì mình sẽ bật bếp lên nấu với lửa nhỏ. Nếu các bạn làm ăn liền á thì mình cho tinh bột bắp. Còn nếu mình làm để kinh doanh thì các bạn nên cho bột năng. Tuy bột bắp thơm hơn nhưng để nguội lâu sẽ bị đặc. Mình vừa nấu vừa khuấy đều, cho nước cốt hơi sệt lại. Lúc này nước cốt của chúng ta hơi sệt lại rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt bếp luôn ha. Bánh đã nguội rồi, mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Do có thoa ít dầu nên bánh mình lấy ra rất dễ luôn nè các bạn. Tiếp theo mình lấy bánh khuôn nhỏ ra. Bánh khuôn nhỏ hình trái tim rất dễ lấy và ra hình rất đẹp luôn nè các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh chuối hấp lá dứa. Mình sẽ cắt ra và mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Mình cho nước cốt dừa ra chén cùng với một ít đậu phộng và bắt đầu thưởng thức món bánh của mình thôi. Với cách làm này, bánh chuối của mình bên ngoài á có những lát chuối mỏng nhìn bắt mắt. Bên trong có chuối chín mềm dẻo cùng với hương lá dứa rất thơm. Món này thì ăn kèm với nước cốt dừa, có bột bán thì ngon hết sảy luôn nha các bạn. Các bạn hãy vào bếp làm món bánh chuối với công thức này thử một lần nha. Chúc các bạn thực hiện thành công. Bếp V miền Tây rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.